Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Muta. Hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 95%. Thương hiệu Nhật, máy xà băng cho các bác sử dụng. Size của đồng hồ chiều ngang là 43.5 chưa tính núm, chiều dọc là 43.5 chưa tính càng. Đồng hồ này sử dụng pin, cọc số học trò, cọc số nổi, làm cách điệu rất là bắt mắt. Có văn sọc như vậy, nhìn rất là ấn tượng nha. Lịch ngay vị trí 3 giờ. Phía trong mặt đồng hồ có hai cái đồng hồ nhỏ, ngay vị trí 6 giờ là thể hiện 60 giây, ngay vị trí 12 giờ là thể hiện 60 phút. Có rất là nhiều chức năng và nhiều tùy chỉnh trên cái đồng hồ này. Kim giờ, kim phút dạ quang, lịch của đồng hồ phản quang. Và đặc biệt, đồng hồ này sử dụng khóa chống gặp thông minh. Mình tăng đưa dây dễ dàng và chống được gãy dây, gặp dây rất là tốt. Đồng hồ phun tăng này rất là đẹp, rất là sang luôn. Em đeo lên tay cho các bác tham khảo nè. Size tay của em là 17, nên các bác nào có size tay từ 17 cho tới 19.5 là đeo cái đồng hồ này đẹp xuất sắc luôn nha. Đây là mặt đáy của đồng hồ nè. Đồng hồ chính hãng, thương hiệu Nhật, máy da băng chống nước ở độ sâu 30m. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ.